2 năm gốc cao này.
Idee. Jeden Mädel. Gucken wir mal. Ja. Ay, tay. Sí, son cuáles. Ay, tay. Nó xuống nào. Ra.
ต้องกินค่ะทางกับตั้งร้อยที่ร้อยล้านเจ็บกว่าทางตั้งบ้านชื่อลูกควายHạt ở dưới luống này là hạt rau muống hả em ơi? Ấy, rau mồng tơi đừng có nổ nó chứ. Rau mồng tơi à? Ừ. Nó mọc, em theo hai chỗ nhờ nhộn. Thôi, có bắp ngô đây. Có một cái tí.
Trong mình lấy hết năm nay này mầm mầm.
nhỉ? Mọc lột này lột kia ấy. Phải ra Tết mới bón phân được. Bên kia thì sau nó tốt dần. 2 năm là được thu quả. Mình cho phân vào cho nó này. Vừa lại định lên nhà đấy, nhưng mà cô đi vào đây luôn. Thank you.
vậy thôi. Già quá, cái nào non nên lấy, cái nào già thì bỏ đi thôi. Ông cho vào đâu không có rổ đâu hả ông? Nhà ông không có rổ đâu à? Chỉ có cái chậu rách đây thôi. Cho tạm vào đây cũng được. Đây. Ông ở đây lâu chưa ông? Ông ở đây cũng được mấy năm rồi. Thế ông ở đây một mình thôi à? Và ở một mình thôi. Thế ông ở đây chăn nuôi cái gì? Cũng có nuôi mấy con gà nhưng mà bây giờ nó đi chơi hết rồi, thoảng thì cũng ở nhà cũng đem gạo lên nhưng mà hôm nào trời mưa gió thì không về lấy được, thì ông mà đi đào củ kiếp ăn tạm bữa thôi. Vâng. Tí ở lán con có đổ tí con lấy giấy gạo cho nhé. Vâng. Chắc mang ra đây con bóc nốt cho. Bây giờ cũng già rồi cũng không làm được mấy, thỉnh thoảng làm cho nó phát qua qua đi một tí thôi. Đấy hôm nào con mới vào phát cho ông. Vâng. Ông cứ làm dần thế này từ tí một thế này thôi. Con bóc cho ông xong rồi. Ông ơi, con bóc cho xong rồi nhá. Vâng, để đấy cho ông. Con về đấy hôm nào con mới vào phát cho, để đấy đi ông. Ờ, được rồi, ông cứ làm nhanh nhanh lên một tí để cho nó khỏi nó rộng thôi. Cũng không phát được nhiều đâu. Con về đây, hôm nào con mới vào phát cho. Ờ. Được rồi. Rồi cháu về nhá. Vâng, cháu về đây. Có một ít quà cho ông này. À, còn có quà cho ông là ông cảm ơn nhá. Bánh kẹo. Ôi, này còn có quà cho ông nữa. Đây ông ơi. Vâng, ông xin nhá. À, còn có quà bánh. Cho ông cảm bánh. Ơn. Này, lúc nào đói không thì ăn nhau nhá. Ờ. Lại ăn sáng đây. Vâng, vâng, ông xin nhá, cảm ơn. Dẫn nước ông có chưa? Ông làm chưa? Chưa có cái gì. Cái máng không ở đây thôi.
Vâng, ông xin. Cho ăn đi. Dưa này ngọt lắm. Vâng em. Vâng. Phải dưa thì ngọt hả? Dạ. Xung quanh này của ông hết à? Đất của ông hết. Ờ, xung quanh này đất ông hết. Để hôm nào con mới mang máy vào phát cho ông nhé. Ừ, án là quý căng rồi. Ờ, ông xin ơ. Ngon thật. Có ngủ đây có lạnh không? Có mùa này, mùa đi cũng chẳng nóng, chẳng lén đâu. Mưa, ừ.
Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.
Mồi nước ở đâu?